À, trên tay của Mạnh đây đang là một cây vợt vô cùng đặc biệt, đó chính là một cây vợt gỗ giúp cho chúng ta có thể tập luyện hiệu quả. Và trong suốt thời gian qua thì có thể là anh chị đã thấy đâu đó hình ảnh của cây vợt này rồi. Và ở Việt Nam chúng ta thì có thể là mới, nhưng trên thế giới thì cây vợt này đang được sử dụng rất là nhiều và trong suốt nhiều năm qua. Và những huấn luyện viên hàng đầu thế giới đã áp dụng cho các vận động viên của mình và gặt hái được rất nhiều thành công. Và ngày hôm nay thì Mạnh muốn chia sẻ thêm cho anh chị về những cái công dụng mà cây vợt này sẽ mang lại trong quá trình tập luyện của chúng ta. Thì đầu tiên khi sử dụng cây vợt này, cái tác dụng đầu tiên mà cái vợt này mang lại đó chính là giúp cho chúng ta có khả năng tập trung cao độ và nhìn bóng chính xác hơn. Đó là cái tác dụng đầu tiên. Và tác dụng thứ hai nữa là khi mà chúng ta sử dụng cái vợt này thì bắt buộc chúng ta phải có cái bộ chân linh hoạt và chính xác. Và cái tác dụng thứ ba đó chính là sẽ giúp cho chúng ta có cái quán tính đường vợt chuẩn hơn. Ok, và như Mạnh đã nói ở phần đầu thì rất nhiều những vận động viên trên thế giới đã áp dụng và thành công. Trong đó thì như mọi người đang nhìn thấy đây là một cậu nhóc đã tập cây vợt gỗ này từ năm 2011. Và cái thành tích mà cậu đã giành được cao nhất đến thời điểm hiện tại là vô địch US Open giải trẻ năm 2019. Và ngày hôm nay anh chị cũng có thể nhấn vào nút tìm hiểu thêm bên dưới để có thể tìm hiểu thêm chi tiết về thông tin, thông số kỹ thuật của cái vợt này và những lợi ích của cái vợt này mang lại. Và để đặt mua sản phẩm này ngay trong hôm nay với mức giá ưu đãi thì anh chị hãy nhấn vào nút tìm hiểu thêm để có thể đặt mua ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với những cái tính năng tuyệt vời mà cái vợt này mang lại sẽ giúp cho anh chị có thể cải thiện được kỹ thuật trong thời gian ngắn nhất. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi video này.